Xin chào các bạn, lâu quá rồi mình không ra được clip, chắc phải hơn tháng ấy. Thì mình bận quá, công việc khá là nhiều nên là nhiều khi về nhà cũng không có thời gian để mà mò vào đồ nữa. Đợt vừa rồi thì mình có làm một số PCB cho mấy chip ARM mới, thì trong đó có một con là con NA451 cho bạn Công Đang ở trong Đồng Nai. Tiện thể mình cũng nhờ một bạn kiếm cho mình một con, thì ngoài này thì không kiếm được con 4451, mà đây mình kiếm được một con tháo máy 4450 và PCB thì mình cũng mới về. Đợt này thì mình cũng có nhiều loại PCB về lắm, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm trước cái con NA4450 này. Thì mình xin giới thiệu qua với các bạn các cái thông số con này. Con này thì nó khuếch đại theo kiểu là sinh en, nó xuất tín hiệu ra loa thông qua một con tụ chứ không phải là BTN. Nó hoàn toàn có thể chạy BTN nếu như mà chúng ta cho nó chạy chế độ BTN, nhưng mà mạch này thì mình thiết kế theo kiểu là chạy theo như cái datasheet mà mình tham khảo ở trên trên trang của bên Sanyo á. Và các bạn có thể thấy đây, trông thì cũng khá là nhiều linh kiện, nhưng mà nếu mà các bạn quan sát cái sơ đồ trên trên màn hình mình đưa đấy thì thấy nó cũng rất là đơn giản thôi. Thực ra thì gốc của nó không có tụ nơi tầng, nhưng mà theo mình nghĩ thì khi mà mình nối tín hiệu âm thanh từ các tầng với nhau, nếu mà trong trường hợp mà mình nối thẳng mà vô tình nó bị chạm đâu đó thì không có qua tụ nơi tầng, nó sẽ có thể dẫn đến chết IC. Nên là mình làm thêm hai con tụ nơi tầng 4,7 microfarad ở đây cho nó an toàn. Đó, thế còn lại thì cũng giống như các cái PCB khác thì mình đều có cái phần để cho anh em có thể ráp được cái volume ở đây, cái chiết áp, và thêm chở khử nhiễu đầu vào 10K, tiếp mát, công tắc, cấp nguồn. Ngoài ra thì mình cũng làm thêm cả cái lựa chọn cọc loa nếu mà trong trường hợp mà anh em muốn cắm cọc đắp chuối đấy thì các anh em có thể bắt bằng đây. Còn điểm này thì là cho jack RCA hoa sen này đó. Thì một cái nữa là mình có cải tiến thêm một tí, đó là mình thêm cái phần điều khiển chống bụp bằng cách là có con relay ở đây, dùng một cái con transistor được điều khiển bởi một con tụ. Thì khi mà mình bật nguồn lên nên nó sẽ giúp cho cái mạch này đóng trễ, khởi động chậm, xuất ra loa hơn so với cái IC này, trong khoảng tầm từ 3 cho đến 5 giây, tùy thuộc vào trong cái con tụ ở đây, cái con tụ trễ ở đây. Thì trong mạch này mình thiết kế là 1000 microfarad thì nó sẽ ra trong khoảng tầm 3 giây so với cái thời điểm mà mình cấp nguồn đó. Thì ok, cái mạch này thì cũng khá là đơn giản đấy. Mình xin giới thiệu qua một số cái thông số mà con chip này mà nhà cung cấp cho chúng ta biết. Đó là con này nó hoạt động với điện áp khuyến cáo 26V là đẹp nhất, nhưng mà nó có thể làm việc từ trong khoảng từ 12V cho đến 28V. Đẹp nhất là mức 26,4V. Nó ra được cái công suất là 12W nhân với 2, và độ méo hài của nó tổng thì nó khoảng tầm 10%, và tính lên trên watt của nó thì nó khá là thấp, dưới 1% luôn. Còn nếu mà các bạn ghép với loa 4 ohm ấy thì nó ra được công suất 20W. Nếu mà tính thì nó sẽ tương đương với con PA8210. Tuy nhiên là cái cấu trúc con này không phải BTN giống như 8210, mà so sánh thì nó sẽ giống với cái con TA8216 hoặc là 8200. Đó, bởi vì nó xuất âm ra tụ mà. Thì cái đặc tính khi mà xuất qua tụ ấy thì âm thanh nó cũng rất là tốt. Và nói chung thì nó là chip ARM, và thiết kế của nó theo như nhà sản xuất nói thì nó dùng cho đầu ở trong ô tô, cho nên công suất của nó cũng không phải là cao. Tuy nhiên với mức 12 cho đến 20W mà anh em chơi với loa toàn giải dạng như kiểu loa lì Sony hoặc là Bookshelf thì chơi hoàn toàn là ok luôn. Thì đây, linh kiện thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Thì mình hôm nay mình sẽ ráp luôn cho các bạn xem cái mạch nó như thế nào, sau đó mình sẽ test luôn cho các bạn nghe cùng nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ ráp mạch. Ok.
Hiện tại thì mình đã ráp xong toàn bộ cái mạch này, bao gồm có cả tản nhiệt và cấp nguồn. Nguồn của mình cấp qua con pin 5S này, nó 21V. So với cái mức 26V khuyến cáo của chip ấy thì mức này cũng khá là sát, và mình hoàn toàn có thể chơi với mức công suất khoảng tầm 80-90%. Loa ở đây mình đang ghép với con loa 20cm của mình đây. Mình có bổ sung thêm cái con đế lông nhỏ trong đây để tăng thêm cái chép, bởi vì cái con bass này nó thiên về mid bass chứ nó không phải là toàn giải đó. Thì mình sẽ bật luôn nguồn nhé. Các bạn có thể nghe qua qua thấy là có một cái nhiễu nền ở dưới. Thì theo mình nghĩ cái gain của con này khá là cao, độ nhảy nó rất là lớn, nhưng tuy nhiên là cũng không quan tâm, bởi vì nếu mà độ nhảy tốt thì nó sẽ cho cái âm thanh nó khá là chi tiết. Và các bạn để ý ở trên đây thì mình có thiết kế sẵn cái volume ấy, thì khi mà mình hàn volume vào đây nó sẽ xử lý triệt để được cái nhiễu nhiễu nền này. Và chính xác thì hôm trước bạn công đang bạn gửi cái mạch bạn ấy ráp hoàn thiện cho mình ấy, mình kiểm tra cho bạn ấy thì nó rất là trong và không có nhiễu nền luôn. Thì khuyến cáo là các bạn nên chơi bằng chiết áp ở đây. Và ok thôi, mình sẽ test luôn để cho các bạn nghe thử nhé. Thì nhạc ở đây mình sử dụng nhạc của YouTube, mình đào sẵn xuống dưới đây rồi. Và mình sẽ thử bật luôn một bài. Thì mình nghĩ rằng là con này rất là hay ở cái là nó xuất âm qua tụ. Con này mình đang dùng là 1.000 microfarad thôi. Thực ra với mức công suất là 20W thì 1.000 microfarad là ok rồi. Còn nếu mà mình chơi công suất cao hơn nữa thì nên dùng 1.800 hoặc là 2.200. Và mình thấy là âm bass nó ra sau đó, nhưng mà giải chép thì có vẻ như là nó không nhiều lắm. Thì đối với người chơi như mình thì mình thiên về mid và bass thì cũng sâu sâu, vì nghe nhạc jazz mà nó chơi tiếng piano mà rất là rõ ràng như thế, mình nghĩ âm thanh của nó rất tốt rồi. Mình chỉ test cái chất âm đấy thôi, vì thực ra thời điểm bây giờ là rất là muộn rồi. Sau khi mình ráp xong mạch này và test cho các bạn, bây giờ nó đã là 1:15 nửa đêm rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip phía sau nhé. Chào, tạm biệt các bạn.